Thưa quý vị, phát biểu tại buổi khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam Expo 2018, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus, ngài Andrei Dakunas cho biết, Belarus vẫn tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực và mong muốn tiếp tục thúc đẩy thực hiện các dự án trọng điểm giữa hai nước. Bên cạnh đó, thì chính phủ Belarus cũng đã có văn bản yêu cầu thúc đẩy thương mại với Việt Nam phải đạt được mức kim ngạch 500 triệu đô la Mỹ vào năm 2019. Năm 2017, doanh thu hàng hóa giữa Belarus và Việt Nam đạt 180 triệu đô la Mỹ. Một thỏa thuận về khu vực thương mại tự do đã được thông qua giữa EAEU và Việt Nam, cho phép tiếp cận miễn thuế đối với một loạt sản phẩm của Belarus vào thị trường Việt Nam. Năm 2018, hai nước ký nghị định thư về lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Dự kiến một nhà máy lắp ráp xe tải MAZ Asia sẽ khai trương trước cuối năm nay tại Hưng Yên. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus, ngài Andrei Dakunas đánh giá rất cao vai trò của Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam Expo 2018 đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Belarus cùng các quốc gia khác. Dựa trên những tiềm năng mà hai bên sẵn có, Belarus tin tưởng lựa chọn Việt Nam Expo là điểm đến để doanh nghiệp hai bên mở rộng xúc tiến đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Năm 2016, Belarus là khách mời danh dự tại Việt Nam Expo Hà Nội. Sự trở lại trong năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò là khách mời danh dự. Belarus kỳ vọng sẽ mở ra những hợp tác ở mức cao hơn với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Trải qua 15 năm tổ chức, Việt Nam Expo tiên phong trong việc tạo ra xu hướng ngành hàng đa dạng và đặc sắc đến từ nhiều quốc gia. Triển lãm năm nay có sự tham gia của 750 doanh nghiệp, 800 gian hàng đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây hứa hẹn là sự kiện uy tín để doanh nghiệp tham dự ra mắt sản phẩm mới và phát triển mạng lưới kinh doanh. Khách hàng tham quan có cơ hội tiếp cận công nghệ mới, tận dụng các cơ hội hợp tác trọn vẹn. Các doanh nghiệp mà khi mà tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế thì đây là cái cơ hội để quảng bá những cái sản phẩm mới cũng như là tìm kiếm những cái đối tác để hỗ trợ phát triển cái hệ thống phân phối. Ở đây tôi hôm nay tham gia cái hội chợ triển lãm Expo Việt Nam thì thấy rất là nhiều doanh nghiệp quốc tế họ đến đây để họ tìm kiếm những cái đối tác, những cái nhà phân phối cũng như là để mở thị trường tại Việt Nam. Thì đây là những cái cơ hội cho những cái doanh nghiệp Việt Nam làm kinh doanh tìm kiếm những cái công nghệ mới để có thể gia tăng sản xuất và đưa ra những sản phẩm tốt tại cho người tiêu dùng Việt Nam. Song song với Việt Nam Expo, triển lãm quốc tế sản phẩm ngũ kim và dụng cụ cầm tay cũng được Vinesat tổ chức với mục đích tạo ra sự liên kết mạng lưới doanh nghiệp trong và ngoài nước ở lĩnh vực kim khí và dụng cụ với 300 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hai triển lãm diễn ra song song từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 12 2018 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Sài Gòn SECC thành phố Hồ Chí Minh.